xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết chữ dọc trong excel giả sử như ở đây tôi có một bạn dữ liệu bây giờ tôi muốn là xoay dọc trong tiêu đề này thì tôi sẽ có các cách sau đây rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào nội dung mà bạn muốn xoay sau đó đây các bạn chúng ta sẽ vào top home chọn vào công cụ đó là orientation công cụ orientation á nó có biểu tượng là chữ a nhỏ và chữ b nhỏ nó chỉ lên trên. Các bạn bấm vào thì lúc này á nó sẽ xuất hiện các tùy chọn. Nếu mà bạn chọn vào thì chọn đầu tiên, tức là nó sẽ xoay một góc 45 độ theo chiều kim đồng hồ. Đó. thì chọn thứ hai là xoay một góc 45 độ ngược chiều kim đồng hồ. Đó. thì chọn thứ ba là viết chữ dọc này. Đó, các bạn thấy này. Là cái cột số tự á nó sẽ hiển thị chữ dọc còn đối với các ô này á do nội dung dài quá nó không hiển thị hết nha các bạn chúng ta sẽ kéo xuống thì nó sẽ hiển thị chữ dọc nha rồi tùy chọn thứ ba là nó sẽ xoay chữ lên trên này xin lỗi thì chọn thứ tư là xoay chữ lên trên còn thì chọn thứ năm là xoay chữ xuống dưới đó nếu mà các bạn chúng ta muốn xoay kiểu nào thì các bạn chúng ta sẽ vào đây xoay nha còn nếu mà các bạn chúng ta muốn xoay theo tùy chọn á thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng theo cách thứ hai quét chọn vào dòng tiêu đề này sau đó bấm phải chuột vào nó và chọn vào format cell thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là format cell tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là element rồi để xoay chữ á các bạn để ý ở dòng là orientation nếu mà các bạn chúng ta muốn xoay chữ á thì ở đây có hai cách nha các bạn có thể là sử dụng chấm tròn ở đây các bạn kéo vào góc mà bạn muốn xoay đó giả sử như đây tôi muốn là xoay lên trên một góc 60 độ này tôi cầm chấm tròn tôi kéo lên trên một góc 60 độ hoặc là tôi có thể là nhập 60 ở đây nha rồi giờ tôi chọn vào ok này nó sẽ xoay lên trên là một góc 60 độ còn nếu mà các bạn muốn xoay xuống dưới á thì đây các bạn cầm chấm tròn này các bạn kéo xuống dưới đó lưu ý nha lên trên là số dương còn xuống dưới là số âm giả sử như đây tôi muốn xoay xuống dưới một góc 60 độ thì ở đây tôi sẽ nhập là âm 60 này bấm vào ok thì nó sẽ xoay xuống dưới một góc 60 độ đó bạn cứ chọn vào góc nào và bạn muốn xoay có thể là sử dụng cái chấm tròn hoặc có thể là nhập trực tiếp nha ok này. nó sẽ xoay xuống dưới rồi còn một cách nữa các bạn có thể là xoay nội dung trong Excel bằng cách là các bạn chúng ta sẽ chèn cho nó một cái text box ở đây tôi sẽ vào tab insert này chọn vào shape. ở đây tôi sẽ chọn vào text box này bây giờ tôi sẽ viết nội dung là block kiến thức tin học sau đó tôi sẽ cho nội dung nó lớn lên rồi tiếp theo ở đây tôi có thể là chọn vào nội dung mà tôi muốn xoay này chọn vào sau đó vào tab format tiếp theo ở đây các bạn để ý ở rót này xoay sang phải 90 độ xoay sang trái 90 độ xoay dọc này xoay ngang đó bạn có thể chọn vào đây để các bạn có thể xoay rồi sau khi xoay được góc bạn muốn rồi á tiếp theo chúng ta sẽ xóa nền của tiktok ban đầu nó vẫn còn nền này Bây giờ tôi sẽ xóa nền của nó đi bằng cách là chọn vào text box này và tắt format. Để xóa nền á, chúng ta sẽ vào sắp phim, chọn vào no phim này. Thì lúc này á nó mất màu nền. Tuy nhiên ở đây á nó vẫn còn màu viền. Bây giờ tôi sẽ xóa viền đi, chọn vào text box và sau outline, chọn no outline. Thì lúc này á nó sẽ mất viền nha. Các bạn chọn vào nó mới hiện lên. Còn các bạn không chọn thì nó sẽ không hiện nha. Đó, bạn có thể là sử dụng cách này để bạn có thể là xem nội dung chữ đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách viết chữ dọc trong Excel Nếu thấy video hay, hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi